Tối ngày 15 tháng 6, tại xã Mỹ Hòa, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh tỉnh Hòa Bình phối hợp với Phòng Văn hóa Thông tin và Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông huyện Tân Lạc tổ chức chương trình tuyên truyền lưu động. Trong chương trình biểu diễn với chủ đề Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, kỷ niệm 90 năm xác lập và nghiên cứu về nền văn hóa Hòa Bình 1932-2022. Chương trình tuyên truyền được kết hợp các loại hình phong phú, đan xen các thông tin tuyên truyền, chiếu phim, pano áp phích và đặc biệt là chương trình văn nghệ với các tiết mục ca, múa nhạc và tiểu phẩm tuyên truyền cùng các tiết mục giao lưu văn nghệ của cơ sở đem lại cho bà con nhân dân một đêm tuyên truyền ý nghĩa. Qua đêm tuyên truyền giúp nhân dân hiểu rõ hơn về con người, vùng đất của nền văn hóa Hòa Bình, nơi phát hiện ra nhiều di chỉ khảo cổ thời kỳ tiền sử. Trong suốt chiều dài lịch sử giữ nước và giữ nước, các thế hệ cha ông trên mảnh đất Hòa Bình đã sáng tạo, lưu giữ, chắt lọc và để lại cho thế hệ hôm nay một kho tàng văn hóa hết sức đặc sắc. Thông qua hoạt động tuyên truyền, mong muốn khơi dậy trong mỗi người dân niềm tự hào dân tộc, tự hào khi được là người con của vùng đất Hòa Bình.